Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin sẽ có trong chương trình sáng nay. Kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm. Người dân chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030. Chương trình hướng tới mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa bền vững gắn với nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Chương trình đưa ra 6 nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 bao gồm: phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu, phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn, hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu, quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh hợp lý, nâng cao vai trò của hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu quy mô lớn. Qua đó, hướng tới mục tiêu giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa đạt bình quân 6-7% một năm, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa đạt bình quân từ 5-6% một năm, tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến chế tạo xuất khẩu lên 90% vào năm 2030. Sau 3 năm đàm phán, nghị định thư xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc đã được ký kết, qua đó mở ra cơ hội thị trường tiềm năng cho ngành yến xào Việt Nam. Yến xào Việt Nam được thị trường Trung Quốc ưa chuộng do có giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao và mùi vị đặc trưng của tổ yến đảo thiên nhiên. Tuy nhiên, theo khảo sát, lượng tổ yến có thể xuất khẩu mới chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu của Trung Quốc. Dư địa còn rất lớn, nhưng điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy trong việc nuôi, khai thác tổ yến để đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm từ thị trường Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi đến các địa phương đề nghị ra soát, đánh giá và cấp mã số cho các nhà nuôi chim yến đạt yêu cầu, xây dựng hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu nuôi chim yến tại địa phương để phục vụ truy xuất nguồn gốc, đồng thời chủ động tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm để chứng minh không có các bệnh trên đàn yến, qua đó đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất chế biến. Theo thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, trong định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra tài chính năm 2023, ngành thuế cả nước sẽ tăng cường thanh tra các doanh nghiệp có dư địa thu lớn hoặc có rủi ro cao về hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận về hóa đơn. Công tác thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như dầu khí, xăng dầu, điện lực, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, cho thuê tài chính, dược phẩm, bất động sản, doanh nghiệp khai thác kinh doanh cát sỏi lòng sông, khai thác vàng. Đồng thời tập trung thanh tra các tập đoàn, tổng công ty, công ty có phát sinh số thu nộp thuế lớn, các doanh nghiệp quy mô lớn nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra, các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, chia tách, sáp nhập, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay, đã có hai đơn vị là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố giảm lãi suất cho vay trong 2 tháng cuối năm. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5% một năm đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhiều nhóm ngành nghề sản xuất kinh doanh và kinh tế nông nghiệp nông thôn, xuất nhập khẩu tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, giáo dục đào tạo, dịch vụ thông tin, lưu trú ăn uống. Sẽ có hơn 43.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước với 55.000 khoản vay được giảm lãi suất với số tiền lên tới 120 tỷ đồng. Trước đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank là ngân hàng đầu tiên công bố giảm đồng loạt lãi suất cho vay tới 1% một năm đối với các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu. Thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sẽ có hơn 175.000 khách hàng đang vay vốn tại Vietcombank sẽ được giảm lãi suất cho vay dịp cuối năm. Đây là đợt giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất của ngân hàng nhằm chia sẻ khó khăn cùng người vay vốn. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 vừa qua, sản lượng ô tô mà Việt Nam sản xuất lắp ráp và nhập khẩu ước đạt khoảng 72.800 chiếc, mức cao kỷ lục kể từ đầu năm 2022 đến nay. Cụ thể, lượng xe ô tô sản xuất lắp ráp trong tháng 11 ước đạt 45.800 chiếc,
tăng khoảng 20,8% so với tháng 10 và tăng tới 28,4% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong tháng 11 năm 2022, ước tính có 27.000 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam. Giá trị trung bình mỗi ô tô nhập khẩu về Việt Nam tháng 11 năm 2022 ước khoảng 19.222 đô la Mỹ, giảm mạnh so với các tháng trước. Theo nhận định của các chuyên gia, ô tô giá rẻ đang được tích cực nhập khẩu về Việt Nam. Cùng với nguồn cung ô tô sản xuất trong nước dồi dào, nhiều khả năng các hãng xe sẽ triển khai thêm các chương trình kích cầu mua sắm nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trong những tháng cuối năm. Thời gian qua, hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tác động mạnh mẽ đến công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong năm 2022, Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành nghiệm thu và chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm 2021 trên diện tích 400.618 ha, chiếm trên 61,78% diện tích rừng toàn tỉnh. Với tổng số tiền là 25.279 tỷ đồng, đã có 22 chủ rừng là các tổ chức, 5 ủy ban nhân dân cấp xã, 626 cộng đồng hoặc nhóm đại diện và 2.024 hộ gia đình được thụ hưởng kinh phí từ dịch vụ môi trường rừng. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, giúp các chủ rừng mua sắm trang thiết bị bảo vệ rừng, trả công cho tổ tuần tra bảo vệ rừng, giúp các hộ dân vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, tình hình an ninh rừng trên địa bàn chi trả dịch vụ môi trường rừng được giữ ổn định, không có tụ điểm, điểm nóng về vi phạm an ninh rừng. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng cũng được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã đưa cam bưởi vào trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản phẩm cam bưởi Thọ Xuân đang dần tạo lập được chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay toàn huyện Thọ Xuân có 216,9 ha cây ăn quả các loại như bưởi Luận Văn, bưởi Diễn, cam mang lại thu nhập cao cho nông dân. Nhằm tiếp tục xây dựng vùng cây ăn quả có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và bền vững, huyện Thọ Xuân đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2025 sẽ phát triển mới trên 200 ha tại 3 vùng chuyên canh gồm vùng bưởi Diễn tại các xã Xuân Hồng, Bắc Lương, vùng cam V2 cam xã Đoài tại các xã Xuân Hồng, Xuân Trường và vùng bưởi Luận Văn tại các xã Xuân Bái, Thọ Sương, thị trấn Lam Sơn. Từ những cơ chế chính sách ưu đãi, đầu tư khoa học kỹ thuật, cơ sở tầng, xây dựng thương hiệu và sự nỗ lực thay đổi tư duy của nông dân, mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp rất là điểm nhấn trong ngành nông nghiệp của Thọ Xuân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2022. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đang nỗ lực duy trì và thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đề ra. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải cắt giảm nhân công, giảm giờ làm do khó khăn về đơn hàng, thị trường. Riêng công ty trách nhiệm hạn một thành viên X20 Thanh Hóa, hoạt động sản xuất vẫn được duy trì liên tục. Có được kết quả này là do doanh nghiệp đã tập trung đa dạng nguồn cung nguyên vật liệu cũng như chú trọng đảm bảo tiến độ đơn hàng, chấp nhận những đơn hàng nhỏ, đồng thời cắt giảm tối đa chi phí sản xuất, lợi nhuận để giữ ổn định việc làm cho người lao động. Đến nay, sản lượng và giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị cũng đã ký kết các cái hợp đồng để đảm bảo sản xuất và đảm bảo thu nhập cho người lao động trong 6 tháng năm 2023. Thì đơn vị có mở rộng thêm cái thị trường Nhật Bản để bổ sung vào cái năng lực sản xuất mà bị suy giảm bởi các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Năm 2022 cũng là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khi giá nguyên liệu sản xuất liên tục tăng cao, thị trường tiêu thụ giảm sút. Tìm cách nội địa hóa nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm để khai thác các thị trường mới là những giải pháp đã được công ty trách nhiệm hạn New Hope Hà Nội chi nhánh Thanh Hóa triển khai. Nhờ vậy đến nay, cả 3 dây chuyền sản xuất của đơn vị đều được duy trì hoạt động liên tục, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Năm nay chúng tôi mở rộng quy mô khai thác thị trường thức ăn đối với trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn để ổn định sản lượng sản xuất tiêu thụ. Chúng tôi cố gắng sản lượng năm nay tăng 20% và tăng thêm thu nhập cho người lao động. Năm 2022 là khoảng thời gian rất khó khăn của các doanh nghiệp bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 toàn cầu, chuỗi cung ứng bị đình trệ dẫn đến khan hiếm nguyên vật liệu sản xuất, thiếu hụt đơn hàng. Tại Thanh Hóa đã có những doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, sụt giảm doanh thu. Trong khó khăn bùa vây, nhiều doanh nghiệp đã linh hoạt, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tăng cường tích trữ nguyên vật liệu,
giữ vững chất lượng sản phẩm, kết hợp tìm kiếm đối tác, bạn hàng mới. Đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm bắt từng cơ hội để duy trì sản xuất. Đối với năm 2022 thì tình hình tăng trưởng của công ty chúng tôi là phát triển hơn so với năm ngoái. Chúng tôi đã có đủ đơn đặt hàng cho năm 2022 và có cả thêm đơn của năm 2023. Để có những kết quả đấy thì công ty chúng tôi là không ngừng cố gắng ở tất cả bộ phận, từ nguyên liệu đầu vào đến vận hành sản xuất và đầu ra, đảm bảo về chất lượng. Hiện tại thì công ty cũng đã đạt được đến 90% là doanh thu mà đặt ra trong năm 2022. Chúng tôi cũng đã đủ các đơn hàng để cho sản xuất vào cuối năm và chuẩn bị vật tư rồi tài chính, tăng ca sản xuất. Từ giờ đến cuối năm thì cũng có thể vượt được chỉ tiêu khoảng 30% so với cái mục tiêu đề ra của năm 2022. Theo thống kê, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 3.500 doanh nghiệp thành lập mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước tăng 16,3% so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch. Những con số trên là minh chứng cho thấy sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa. Bên cạnh sự nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp, cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa cũng luôn đồng hành, có nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những tháng cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mua sắm tiêu dùng được đẩy mạnh, cũng là thời điểm gia tăng các hoạt động gian lận thương mại gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng. Do vậy hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường các giải pháp để kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Tổ chức gian hàng thật hàng giả với những mẫu hàng hóa thông dụng, tuyên truyền hướng dẫn người dân các kiến thức, dấu hiệu nhận biết cơ bản về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh, điểm bán hàng, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không nhập lậu, không buôn bán hàng hóa vi phạm. Xây dựng tuyến phố nói không với hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Những hoạt động này đang được lực lượng quản lý thị trường triển khai trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh tiểu thương trong hoạt động buôn bán, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn hàng hóa, giúp họ có thể phân biệt được hàng thật hàng giả, nguồn gốc xuất xứ và thời hạn sử dụng sản phẩm, từ đó tự bảo vệ quyền lợi của mình tốt hơn. Đặt lên hàng đầu của tôi đấy là về tìm hiểu về nguồn gốc, đấy, về chất lượng của sản phẩm. Đấy. Và khi mua sản phẩm thì tôi sẽ tìm hiểu kỹ về các cái thông tin ở trên bao bì, về chất lượng, về thành phần, đấy, về đặc biệt là về cái chất lượng, nếu như thế là cái ngày sản xuất, ngày sử dụng mà hết hạn thì tôi sẽ báo với lại cửa hàng để cửa hàng có thể là xử lý làm sao để cho nó đảm bảo về cái chất lượng cho tất cả mọi người tiêu dùng. Tôi sẽ ưu tiên lựa chọn những cái nguồn hàng từ những nhà phân phối và các nguồn hàng chất lượng đảm bảo trên thị trường để chúng tôi trực tiếp lấy hàng. Lấy hàng khi giao hàng thì các bạn sẽ có những cái hóa đơn giao của công ty đảm bảo nguồn hàng là chất lượng. Theo đại diện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2022 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, kiểm soát, phát hiện bắt giữ gần 3.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, với tổng số tiền phạt hơn 113 tỷ đồng. Dự báo tình hình thị trường những tháng cuối năm sẽ diễn biến phức tạp. Để bảo vệ quyền lợi của các đơn vị kinh doanh chân chính và người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng, tập trung triển khai các chuyên đề chống buôn lậu, hàng giả với nhóm hàng có nguy cơ cao xảy ra gian lận, tăng cường kiểm tra giám sát tại các địa bàn trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nắm bắt nguồn tin, sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Ngoài kế hoạch kiểm tra định kỳ, đội quản lý thị trường số 3 cũng tăng cường đi ký cam kết và lên kế hoạch để kiểm tra đột xuất các cái hộ kinh doanh. Nếu khi có phát hiện các hộ kinh doanh nói chung đưa hàng hóa vào kinh doanh sai với quy định của pháp luật thì chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý. Hiện nay thì tất cả các cơ sở tham gia kinh doanh trên địa bàn ký cam kết để hướng dẫn cho bà con hiểu biết và dán tất cả các đường dây nóng đến những điểm cơ sở, những điểm công cộng. Khi sử dụng các sản phẩm bất thường mà cảm thấy có dấu hiệu thì thông báo đường dây nóng để anh em tư vấn hỗ trợ và có thể kiểm tra đột xuất. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, các cơ sở kinh doanh và người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong việc phòng chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các dấu hiệu gian lận, vi phạm.
Bản tin Thời báo ngày mới sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Vụ Văn hóa Dân tộc thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa tổ chức nghiên cứu và phục dựng thành công lễ hội Mường Lập tại huyện Ngọc Lặc, lễ hội Mường Đòn tại huyện Thạch Thành. Nguồn kinh phí hỗ trợ của Vụ Văn hóa Dân tộc đã giúp các huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc tiến hành khảo sát, điều tra thực tế, nghiên cứu sưu tầm, thu thập thông tin tư liệu về lễ hội truyền thống Mường Lập và Mường Đòn. Thông qua đó, tổ chức truyền dạy phương pháp kỹ năng thực hành các lễ hội truyền thống và hỗ trợ nguyên liệu vật tư trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ, phục vụ hoạt động truyền dạy, bảo tồn tổ chức trình diễn, tái hiện các lễ hội. Việc bảo tồn thành công hai lễ hội truyền thống tiêu biểu của người Mường tại Thanh Hóa, góp phần phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm tăng thu nhập cho bà con các dân tộc thiểu số, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của khu vực miền núi. Năm 2022, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giao 61.429 biên chế. Kết quả thực hiện đến ngày 1 tháng 10 năm 2022 là 58.146 biên chế, thấp hơn chỉ tiêu giao 3.283 biên chế. Nguyên nhân số biên chế thấp hơn chỉ tiêu được giao là do một bộ phận cán bộ viên chức nghỉ hưu chuyển công tác tinh giản biên chế và 1.681 biên chế sự nghiệp giáo dục mới được Ban dân tỉnh giao bổ sung ngày 8 tháng 9 năm 2022 hiện còn đang triển khai tuyển dụng. Cụ thể, ngành giáo dục đào tạo thực hiện 50.872 biên chế, thấp hơn số giao 2.865 biên chế gồm mầm non 15.430 biên chế, thấp hơn số giao 1.334 biên chế, tiểu học 15.838 biên chế, thấp hơn số giao 1.613 biên chế, trung học phổ thông 5.349 biên chế, thấp hơn số giao 243 biên chế, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên 550 biên chế, thấp hơn số giao 26 biên chế. Ngành y tế thực hiện 4.962 biên chế, thấp hơn số giao 287 biên chế. Ngành văn hóa thông tin thể thao 823 biên chế, thấp hơn số giao 58 biên chế. Các ngành khác 1.489 biên chế, thấp hơn số giao 73 biên chế. Qua giả soát của các đơn vị chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do tình hình thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp đang phải cắt giảm giờ làm việc, giảm thu nhập đối với người lao động. Từ tháng 10 năm 2022 đến nay, có 25 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải cắt giảm từ 100 lao động trở lên, với tổng số lao động cắt giảm hơn 5.500 người. Trong đó 100% là lao động phổ thông. Số lao động bị cắt giảm chủ yếu thuộc ngành dệt may, da giày chiếm 65,32%, ngành sản xuất sản phẩm gỗ, tre, hóa chất, nhựa chiếm 34,68%. Dự kiến trong 3 tháng tới sẽ có thêm 8 doanh nghiệp cắt giảm từ 100 lao động trở lên, với khoảng 4.500 lao động. Chủ yếu vẫn thuộc ngành dệt may, da giày và ngành sản xuất sản phẩm gỗ, tre, hóa chất, nhựa. Bên cạnh đó, do thiếu đơn hàng, một số doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng dệt may, da giày không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ, dẫn đến thu nhập của người lao động giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng. Sau một thời gian dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, một bộ phận không nhỏ người dân đã có tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch. Điều này làm tăng nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, tỷ lệ tiêm vaccine tại huyện Nga Sơn thuộc top cao của tỉnh. Nên mặc dù trên địa bàn có tới hơn 20.000 ca mắc COVID-19, nhưng 98% không có triệu chứng hoặc bệnh nhẹ. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, người dân khá chủ quan xem nhẹ việc tiêm phòng. Đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên ở Nga Sơn mới đạt 74%. Tiêm mũi nhắc lại lần 1 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt hơn 80,6%. Còn tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thì mới đạt 68,67%, thuộc top thấp nhất tỉnh. Hiện tại, tiêm vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất tạo lá chắn phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người dân có tâm lý lơ là khi dịch bệnh không còn căng thẳng. Một số địa phương có tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt thấp như thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Nga Sơn. Việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người là những biện pháp hiệu quả để phòng tránh lây nhiễm cũng không còn được quan tâm. Lượng bệnh nhân COVID nhập viện thì giảm rõ rệt. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng rất nhiều bệnh nhân có cái tổn thương phổi nặng, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có các bệnh nền như là đái tháo đường, bệnh huyết áp tim mạch thì cái nguy cơ nó chuyển biến nặng cũng rất là cao. Rất nhiều bệnh nhân nó để lại cái di chứng rất là nặng nề. Sau khi điều trị bệnh nhân COVID thì bọn tôi cũng chuyển các bệnh nhân lên khu điều trị hồi sức để tiếp tục điều trị những cái bệnh mà liên quan và cũng như là cái điều trị di chứng của sau COVID. Bộ Y tế nhận định nguy cơ COVID-19 bùng phát trở lại là hoàn toàn có thể khi
khi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 liên tục xuất hiện hoặc tiến hóa. Để bảo vệ thành quả phòng chống dịch, bên cạnh nỗ lực của các cấp chính quyền, ngành chức năng, mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Nếu để dịch bùng phát mới tìm cách đối phó thì đã muộn. Trẻ khuyết tật là đối tượng yếu thế luôn cần sự quan tâm đặc biệt. Chính vì vậy, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực hỗ trợ chăm sóc giúp các em phát triển kỹ năng sống tự lập, có thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng. Sau khi kết thúc khóa học chữ nổi tại Hội Người Mù tỉnh Thanh Hóa, em Mai Thành Danh được tiếp tục học tại trường tiểu học Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ở môi trường giáo dục mới, ngoài việc học văn hóa, Thành Danh còn được trang bị thêm các kỹ năng sống để hòa nhập cộng đồng. Em ở đây học được trường tiểu học Tân Sơn được 2 năm. Và ở đây thì các cô rất là quan tâm và chăm sóc em. Và các cô đã hướng dẫn em làm bài tập và đầy đủ bài tập như các bạn. Trường Mầm Non Tư Thục Sao Mai, thành phố Thanh Hóa là một trong những cơ sở giáo dục có số trẻ khuyết tật theo học khá đông với gần 20 em. Chính vì thế, các thầy cô giáo của trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực giúp các em hòa nhập cùng các bạn trong lớp. Khi cho các bạn hòa nhập tại lớp thì cái khó khăn lớn nhất vẫn là sự nhận thức của tất cả các bậc phụ huynh. Đấy, tức là nhiều phụ huynh cũng chưa muốn con mình được hòa nhập với các bé mà khuyết tật. Các cô vẫn phải nỗ lực để chia sẻ cũng như là để cho mọi người hiểu rõ hơn, để mọi người có thể cảm thông và chia sẻ cùng với các bạn, để đồng hành cùng với các bạn. Thực tế tại Thanh Hóa cho thấy, giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy trẻ khuyết tật chưa được đào tạo, bồi dưỡng đủ về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu của trẻ khuyết tật. Tuy nhiên, bằng những cố gắng của ngành giáo dục trong những năm qua, giáo dục trẻ khuyết tật đã đạt được những thành quả quan trọng về nhiều mặt. Nhiều thầy giáo cô giáo không quản khó khăn vất vả, dành tâm huyết, tình thương yêu cho các học sinh bị thiệt thòi. Các chương trình giáo dục trẻ khuyết tật được xây dựng và triển khai thực hiện. Phương thức giáo dục hòa nhập phù hợp hoàn cảnh nước ta đang ngày càng được áp dụng rộng rãi. Số trẻ khuyết tật đi học ngày càng tăng. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay tỉnh Thanh Hóa có gần 11.000 trẻ khuyết tật, trong đó trên 7.500 trẻ được tham gia các hoạt động giáo dục hòa nhập, tăng gấp đôi so với năm 2018. Ở trong cái việc mà giúp đỡ cho người khuyết tật học tập, trong đó có học sinh, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện các cái chỉ đạo của ngành cũng như của nhà nước đối với các chế độ cho học sinh khuyết tật. Đối với chương trình giáo dục thì linh hoạt trong cái việc giáo dục các em học sinh, làm sao để các em hòa đồng với các bạn và để các em giảm bớt những các cái khó khăn và làm sao để cho các em khuyết tật có thể hòa nhập được cùng với các bạn trong các cái chương trình học. Giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng không những để các em được hưởng quyền bình đẳng như các bạn cùng trang lứa mà còn tạo cơ hội để các em phát huy tối đa khả năng của bản thân, giảm phụ thuộc gia đình, có thể tham gia lao động để chủ động cuộc sống và tham gia vào các hoạt động xã hội khi trưởng thành. Thời gian qua, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện ngày càng phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng. Đây là thực trạng đáng báo động mà ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương cần quan tâm và có giải pháp kiềm chế. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có tới hơn 70% số vụ tai nạn giao thông xảy ra mỗi năm liên quan đến mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Tại hầu hết các tuyến đường, từ thành thị đến nông thôn đều không khó bắt gặp những hình ảnh người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện vi phạm luật giao thông. Nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn là những lỗi như phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, chuyển hướng không quan sát, không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, một trong những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông ở mô tô, xe máy, xe đạp điện luôn chiếm tỷ lệ cao là do đa phần học sinh, thanh thiếu niên sử dụng phương tiện này. Nhưng nhiều người lại thiếu ý thức, thường xuyên phạm luật, thậm chí có em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Mô tô với xe máy, học sinh xe máy 55 cũng rất là nhiều. Các cháu là điều khiển xe nó chưa được chắc chắn rồi, các thứ nó rất là nhiều thứ ảnh hưởng. Đội chức năng phải cố gắng, nói chung là phạt thật nặng vào những vi phạm, bắt rồi báo phụ huynh đến mà đem con cái như mình về rồi giáo dục lại. Việc không tuân thủ các quy tắc an toàn làm tăng nguy cơ gây sự cố, nhất là trên cung đường có mật độ người và xe cộ qua lại đông. Trong khi đó, với đặc thù phương tiện, người đi mô tô, xe máy là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi va chạm xảy ra. Thanh thiếu niên hay lạng lách đánh võng là một này, không đội mũ bảo hiểm là hai này, chở ba này, bốn này.
Thế là rất gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề xuất là cơ quan chức năng, thứ nhất là cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự chuyên có nghĩa là điều chỉnh sao cho hợp lý trên các tuyến đường, các tuyến phố để đảm bảo cái an ninh cho nhân dân đi lại. Để đảm bảo an toàn cho chính mình, người đi đường cần tuyệt đối tuân thủ luật giao thông. Đặc biệt, người sử dụng ô tô, xe máy, xe đạp điện cần tránh đi vào điểm mù của xe ô tô, không tạt đầu vượt ở đoạn cong cua hẹp, không được đi vào phần giữa hai làn đường hoặc lấn sang làn ngược chiều. Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, kết hợp xử lý nghiêm các vi phạm. Gia đình, nhà trường cần phối hợp giáo dục, giám sát, răn đe nghiêm khắc những đối tượng học sinh không tuân thủ luật giao thông. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.